xin trân trọng kính chào toàn thể các quý vị và các anh em trên khắp mọi miền tổ quốc đã quay trở lại với trung tâm điện tử Đám Hoa. Vâng, trên màn hình nhỏ của toàn thể các quý vị, đây là một trong những cấu hình karaoke mà trung tâm điện tử Đám Hoa đang phối ghép test cho anh. Vâng, anh Đào Hồng Huấn ở trạm biên phòng Bản Việt, thành phố Lào Cai. Vâng, cách đây khoảng chừng 2 tháng trước, anh Đào Hồng Huấn đã mua sắm của bên trung tâm điện tử Đám Hoa một cặp loa, và hôm nay trung tâm lại test tiếp cho anh 3 sản phẩm. Đó là đầu tiên là một chiếc đẩy công suất Dellenking LA600. Một chiếc đẩy Dellenking LA600 được sử dụng 28 sò, nó rất khỏe. Và thứ hai, đây là một chiếc lọc DBX 2231. Một chiếc lọc DBX 2231 này nó được giao nhiệm vụ xử lý lần nhạc. Và thứ ba, đây là một chiếc vang B3+. Và chiếc vang B3+ này nó có hệ thống chống rú rít của micro. Hôm nay trung tâm điện tử Đám Hoa rất hân hạnh được test 3 sản phẩm cho anh Đào Hồng Huấn. Vâng, anh ở bên trạm biên phòng Bản Việt, tỉnh Lào Cai. Và với chiếc đẩy công suất Dellenking LA600 này thì anh phối ghép được với hai cặp loa bass 30. Vâng, trung tâm đang đánh nó với một cặp loa 40 3G audio. Vâng, điện tử Đám Hoa đang đánh một chiếc đẩy công suất với một cặp loa và tiếng rất hay. Các anh em trên khắp mọi miền tổ quốc có nhu cầu những sản phẩm âm thanh karaoke chất lượng, những cặp loa bãi xịn, vâng, xin hãy liên hệ cho trung tâm điện tử Đám Hoa theo hai số máy 0918249265 và 0974637646. Trung tâm điện tử Đám Hoa giao hàng toàn quốc. Và với chiếc đẩy công suất này thì anh Huấn yên tâm. Dòng đẩy Dellenking sẽ được sử dụng 28 sò, công suất khỏe, chất âm hay. Vâng, anh thoải mái phối ghép với hai cặp loa full bass 30, lấy những công suất lớn với chiếc đẩy 28 sò này. Và với chiếc đẩy công suất Dellenking LA600 lại được phối ghép với một chiếc lọc DBX 2231 thì chất âm trở lên cực kỳ xuất sắc với những dòng âm thanh chất lượng cao. Và với một chiếc vang B3+ thì nó xử lý lời rất là hay. Và sau đây trung tâm test thử một đoạn karaoke với 3 sản phẩm mà trung tâm phối ghép test lên cho anh Huấn. Và trung tâm test thử đường Eco. Và xin mời.
cho người từng lời thương lời nhớ, xin trả cho người từng ngày tháng mộng mơ, trả cho anh một ánh mắt với nụ cười ngây thơ, mà một đời tôi cho yêu đậm đà. Xin trả anh về bên cung trời mới, xin cho anh về thế giới của anh, để cho anh được sống với cái mà đời anh muốn, vì bên em nào có thương vui. Lại tôi đâu đầu con đầu xóm êm ấm, làm sao nói kéo bước chân anh về bên em, thà mình chia hai nói thôi anh hãy đi về, bên kia có bao người đang đón đợi chờ đau lòng một khi duyên tình vỡ, nhưng có đau nào bằng lòng lỡ khi yêu, thì thôi anh đừng khóc nước mắt nào mà không đau, từ nay thôi đành tâm sống riêng. Hẹn quý vị trong những clip tiếp theo. Xin chào.